Đây là đường vào thôn Việt Yên, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai. Hoa đẹp không này, hoa đẹp không này? Vâng. Đây nè, đây là hoa dại. Hoa gì? Con cũng không rõ cái hoa này là hoa gì đâu. Đấy, hôm nay là Dung đang đi cùng với cả mẹ về mảnh đất chỗ thôn Việt Yên, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Lâu lắm rồi mới có thời gian về thăm đất, mua từ cuối năm ngoái mới về thăm được. Đây là người ta trồng, người ta nuôi gà. Trời ơi, nuôi nhiều thế này. Ui, tuyệt vời à. Ô, quay từ dưới cái ra, xong cánh đồng lúa luôn. Ôi nhiều đó. Này, quay từ trong ra xong quay ra cánh đồng lúa thì nó mới đẹp. Vâng. Đây nè, Dung đang đi cùng với mẹ đạo diễn. Đấy, xong bắt đầu ra vào đằng kia là đấy, trời ơi, gà này. Gà quê. Chạy bộ tha hồ mà tung tăng ở đây khắp cánh đồng luôn. Mà giống gà này lại là giống gà lai chọi à? Giống gà chọi à? Nhiều thế này ơi, tuyệt vời không, thích quá, trời ơi thích quá luôn. À, bên trái cũng là lại cánh đồng lúa xanh gì luôn. Ê, mẹ của Nhung đang đi ở phía trước. Vâng. Đi vừa quay cánh đồng lúa xanh gì. À, hai mẹ con vừa đi xe buýt 87 đỗ ở ủy ban xã Đông Yên, huyện Quốc Oai. Và bây giờ là cái con đường làng đi vào trong mảnh đất nhà mình. Đấy. Mọi người thấy thích không? Không khí mê luôn. Ai muốn tập luyện mắt thì về đây. Về đây nha. Ôi thích quá, cánh đồng lúa xanh gì luôn. Dạ. Hai bên con đường là đồng lúa xa xa. Thực ra tại sao mà mình lại thích cái khu vực Quốc Oai này, bởi vì nó rất là thuần nông, cảm giác như đúng là như là về quê, mặc dù là vẫn là Hà Nội. Tên thì vẫn là thuộc về Hà Nội, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Cảm giác như là đi về quê, như đi về Tân Yên Bắc Giang quê bố ấy. Không cần phải đi quá xa, nó cách Hà Nội khoảng có 30 cây thôi. Đi xe buýt 87 đúng một chuyến từ bến xe Mỹ Đình về đến Ủy ban Nhân dân huyện Đông Yên, Quốc Oai, Hà Nội. Đấy, xuống con đường này, đi cái con đường này lại khiến cho con cảm thấy nhớ đến tuổi thơ mà đi từ đi bộ ấy. Lúc nhỏ mẹ hay cho đi bộ từ cái đầu cống kè ở quê ấy, đi vào trong làng ông bà nội đây, thì có lẽ là chính vì nó có những cái nét tương đồng như vậy mới khiến cho cả Nhung và cả mẹ của Nhung đều cảm thấy rất là thích cái khu vực này. Xe. Rất thích luôn. Ở đây đường này thì vẫn ô tô vẫn có thể chạy được, ô tô 4 chỗ 7 chỗ ô tô to vẫn chạy được. Về đường bê tông này, đường làng bê tông đổ đầy. Và ở đây là đến cái đoạn ngã ba này, có hai cái lối đi. Phía bên tay phải thì sẽ là thôn Việt Yên, còn bên tay trái là xã Yên Thái. Cái Yên Thái là chính cái mảnh đất mà cách đây 3 năm mà mẹ Nhung và Nhung cũng đã mầy mò lặn lội suốt mấy năm đó. Cái mảnh ở bên chỗ Yên Thái này là 314 mét, còn bên này bên Việt Yên này
là gần 200 mét. Mẹ ơi, sẽ là đi bên này, còn bên này là Yên Thái, là bên cái chỗ cũ, chỗ chú Thắng ấy ạ. Còn bây giờ thì là phải là đi bên này. Là từ lúc thời điểm mà hai mẹ con mua cái chỗ này thì cũng ít có thời gian về vì công việc của Nhung rất là bận. Thế và hôm nay thì cũng mới có thời gian là hai mẹ con về. Ơi, chuối đây. Trời ơi, tí công nè. Ngô nè. Chuối này, ngô này. Trời ơi, ôi tuyệt vời. Ôi trời, thích quá. Đấy là lý do vì sao, là lý do vì sao mà Nhung rất 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 thích cái khu vực này. Bởi nó khá là thuần nông ấy. Nó vẫn giữ được rất là nhiều những cái nét của làng quê, làng xóm Việt Nam ấy. Đây. Trời ơi, vịt này. Thích không này, trời. Đâu nhiều thế. Ôi, đu đủ. Đi cảm giác đi sang bên Yên Thái vẫn thấy nó dễ, nó thấy nó gần hơn. Nó gần hơn bởi vì có lẽ là cái thôn Yên Thái là Nhung và mẹ đã đi rất nhiều rồi. Chuối này. Thế còn cái thôn Việt Yên này thì đúng là cái thời điểm mà cái năm cách đây khoảng hơn 2 năm. Cách đây 2 năm thì sang bên cái thôn này thì cũng không thích bằng cái thôn Yên Thái. Vì cái bên này thì nó chật hơn. Đường nó chật hơn. Cái đường lối ngõ vào đây này nó nhỏ hơn một chút xíu so với bên Yên Thái. Đây này. Cây này là người ta làm thuốc. Cây. Ê, đi ra. Quay đi. Ui, ngan vịt nhiều chứ. Ui, tuyệt vời không nè. Wow. Mê, đẹp mê hồn. Vâng. Đu đủ nè. Thích quá. Trời ơi, vịt kìa. Thích quá. Hôm nay về chắc là phải mua. Nhưng phải mua thêm một cái sạc pin dự phòng để đi đường. Bởi vì là đi đường mà quay nhiều á, mà không có cái sạc pin dự phòng thì cây chè xanh thì là không. Ôi, cây chè này, cây chè sạch. Oh, thích quá. Trời ơi, có thể xin được một chút để mang về uống. Trời ơi, tuyệt vời không. Đấy, quá là thích luôn. Quá là thích. Trời ơi, ui, vịt đẹp quá. Mọi người có nhìn thấy không ạ? Vịt hay là ngan đi ạ? Vừa ngan vừa vịt. Con cũng không phân biệt được luôn. Không quả hái này. Trời ơi, thích cung nè, nhìn nó thích quá. Cây nè. Cà phí rồi đi này, chín hết rồi này. Vâng. Họ không ăn thì sao? Ôi thì ở cái chỗ cây nhà mình thế, nếu mà mẹ không về thì cũng rụng thôi chứ không sao. Không, gần nhà mình khả năng có người hái cái chè xanh này. Nhà mình thì chắc là có mấy bác hàng xóm sẽ sang vặt ăn. Ừ, còn ở đây thì cũng không có ai ăn đâu. Đây là cánh đồng, nhà mình là ở trong thôn. Chè. Đồng ngót. Thời đợt trước cách đây mấy năm ấy, cách đây khoảng 2-3 năm thì Nhung đưa mẹ về, lúc đấy mẹ chê xa lắm. Mẹ chê là không thích đâu, không mua đâu, khổ chỗ này nó xa quá. Nhưng đến bây giờ thì hai mẹ con đã đi lại đây mấy năm rồi, thành như nhà rồi. Thì bây giờ mẹ lại thấy nó gần gũi rồi, không cảm thấy nó xa nữa. Thành củ to kia mà không cảm. Trời ơi, thích kì. Ở đây là được, đây đúng là còn cảm giác nó còn thôn quê hơn cả đi về quê Tân Yên Bắc Giang ấy. Bắc Giang thì nhiều chỗ còn coi như là giống như kiểu quy hoạch rồi.
đây luôn, gần như nó cứ như nguyên bản, chẳng động chạm gì đến luôn. Cây cối đi đến 3 năm về vẫn thấy nó như thường, nó vẫn như cũ, chẳng có gì có thay đổi. Chè để hái dụng đấy. Đấy. Mùa này mùa hoa đẹp nhỉ. Các loại hoa luôn. Đấy. Nhưng và mẹ có một sở thích cùng thích đi tìm đất và thích đi về các vùng quê. Nó đi stick và cũng cả thích đi xe buýt nữa vì tiện lợi, không phải lo phải lái xe trên đường mệt mỏi, mà cũng không bị phụ thuộc vào ai. Ví dụ là đi mà nhờ ai đó thì lại sợ ảnh hưởng đến công việc của mọi người, hoặc là có các anh em đồng nghiệp nhiều người lái được trở về. Thế nhưng mà cũng ngại, đi như thế này nó thoải mái, thư thái hơn, không bị áp lực về thời gian, không bị phụ thuộc vào ai cả, rất là thích. Đấy, đi qua cái con đường, cái đoạn chỗ cánh đồng thì bắt đầu đến khu vực dân cư rồi. Nhà nhưng ở nằm trong cái khu vực dân cư rồi đấy nè, rất là thích luôn nè. Bắt đầu đến khu vực dân cư rồi. Xoài hôm nay được mùa nhỉ, phải đang mất. Xoài là mất sao? Con Nhung đang làm một cái trò trắc nghiệm xem là mẹ có nhớ được cái đất của nhà mình không. đến đây rồi thì để cho mẹ tự tìm xem là tự mẹ tìm được cái đất nhà mình không nhá. Mẹ có nhớ là hôm trước là đấy là sếp Tuấn còn chở vào đây xong rồi sếp Tuấn xoay xe đi. Ủi hoa đẹp quá nhỉ, con thích cái hoa này hơn là cái cây của nhà con. Cái bông này nó to đây này, cái bông hoa này của nó rất là to, nó không phải là cái bông bé tí xíu như của nhà con đâu. Đây nè, ôi trời thích quá à. Hình như giống, nó vẫn là giống đấy, nhưng mà nó ở đây đất tốt. Nó cũng giống. Nó đất tốt cho nên nó nở to hơn. Màu nó cũng đẹp hơn. Nó có khơi lắng, nó có gió. Đấy. Đây còn đây là đường làng này, đường làng vào thôn Việt Yên, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai. Cái đào này năm nay sai quả nhỉ. Vâng. Nhãn khả năng năm nay không được mùa bằng xoài thì nhãn ra đúng cái đợt mưa rồi. Có bị nhầm không? Con này rộng đẹp này. Vâng. Đấy, đường ở trong thôn nhưng mà cũng khá là rộng rãi. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Đường ngõ rất là rộng rãi ở đây. Có thể hai ô tô vẫn tránh nhau được bình thường. Nhung đang trêu mẹ là đùa với mẹ là xem mẹ có tìm được, tự mẹ tìm được cái ngõ vào nhà mình không, để thử mẹ, nhưng mà cũng là thử mình luôn. Thử mẹ cũng là thử mình luôn, bởi vì từ cái thời điểm đấy đến bây giờ mới về cũng không để ý đến luôn, bận quá, công việc bận quá. Mẹ mình cũng bận mà mẹ cũng bận. Không rồi, và có lẽ là mình bận là chủ yếu. Mà nếu đi thì phải, muốn đi về đây thì là phải là như mình dẫn mẹ về. Hai mẹ con cùng đi xe buýt về thì mẹ mới về được, chứ còn nếu không là tự mẹ về mẹ cũng không nhớ được đường. Đấy, cái đến đây rồi con sẽ để cho mẹ tự nhớ xem là mẹ nhớ nhà mình không. Mẹ thấy chưa? Đây không, đúng không? Đây có đấy, đúng chính xác ngõ thì mình chưa. Sếp Tuấn ngõ hôm trước, sếp Tuấn lùi xe ở trên kia bị đây cái đầu ngõ vào nhà mình thì nó hơi nhỏ nhỏ một tí, nhưng mà được cái mảnh đất này là nó full thổ cư, 100% là thổ cư luôn, không có đất trồng cây. Đây nhà bác hàng xóm đây.
Ê, em chào anh. Đấy, đây là bác hàng xóm đây ạ. Đây, để từ hôm mua đến giờ đến hôm nay mới về. Đấy, bây giờ vào đây. Rồi. Trời ơi, suốt từ cuối năm ngoái đến bây giờ đâu, đi hôm nay mới về. Thôi, để mình vào, mình kéo cái cửa này mình vào nhé.